Du lịch Tây Ninh ngoài những điểm thu hút đông đảo du khách tham quan như Núi Bà Đen, Chùa Tòa Thánh, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, thì Tây Ninh còn có nhiều di tích lịch sử danh làm thắng cảnh khác mang những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật. Đây là tháp cổ Bình Thạnh có tuổi đời hơn 1.000 năm. Với những du khách yêu thích trải nghiệm văn hóa lịch sử, thì đây là địa điểm vô cùng hấp dẫn bởi giá trị lịch sử kiến trúc độc đáo của tháp cổ còn lưu lại đến ngày nay. Tháp Chót Mạc là một ngọn tháp cổ của nền văn hóa ốc eo xây dựng từ thế kỷ thứ 8, có lối kiến trúc độc đáo. Đây là một trong ba đền tháp còn lại ở Nam Bộ, cùng với tháp cổ Bình Thạnh, Trảng Bàng, tháp Vĩnh Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Còn đây là di tích chiến thắng tua Hai. Tại đây, đêm 25 rạng 26 tháng 1 năm 1960, theo sự chỉ đạo của xứ ủy Nam Bộ, Lực lượng vũ trang cách mạng cùng với nhân dân Tây Ninh đã tiến hành trận tập kích tiêu diệt căn cứ Trung đoàn 32, Sư đoàn 21 ngụy tại tu 2. Trận đánh mở màn phong trào đồng khởi vũ trang toàn miền Nam đã đi vào lịch sử và trở thành một di tích lịch sử cách mạng. Đền thờ quan lớn Trà Vong, một địa danh gắn liền với công trạng ba anh em nhà họ Huỳnh, Huỳnh Công Giảng, Huỳnh Công Thắng và Huỳnh Công Nghệ là các quan đại thần được triều đình Huế cử vào trấn nhậm chức vùng đất Tây Ninh thực hiện việc di dân, khai hoang lập ấp và giữ gìn an ninh vùng đất biên cương. Ngoài ra, đến với Tây Ninh, du khách có thể ghé qua chiêm ngưỡng kiến trúc đẹp mắt của ngôi chùa Khmer thuộc ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh. Trong dịp Tết này, du khách trong và ngoài tỉnh có thể ghé dừng chân tại một số địa điểm trên để hòa mình vào cảnh thiên nhiên ở đây, khám phá những nét độc đáo về lịch sử văn hóa còn lưu giữ lại trên vùng đất Tây Ninh.